Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục là mình quay cho các bạn xem về chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn ha. Thì hiện tại là mình đang có cái vườn bí mình mới ươm mầm. Thời gian này thì mình mới ươm được là có 5 ngày thôi. Còn video trước là mình quay cho bạn xem là vàng đó là quay đã được là hơn 1 tuần rồi. Thì lón này mình trồng sao á. Và lón này thì mình vừa thêm cái phân cho nó nè mọi người. Phân này là phân hữu cơ là quay một nha mọi người ha. Thì khoảng cách trồng thì mình cũng trồng là từ 4 đến 5 tấc nha mọi người. Đây, các bạn xem. Thì trong những video trước thì mình chia sẻ cho các bạn rất là kỹ về cái khoảng cách trồng ha. Tại vì nó rất là quan trọng. Nếu như bạn trồng gần thì bạn lấy chỉ được là 2 chèo cho một gốc bí thôi nha các bạn ha. Còn nếu như là bạn trồng xa thì bạn có thể lấy được là 4 chèo đó. Tại vì nó rất là ảnh hưởng đến cái việc mà khi mà bí của mình mà nó thu hoạch đó các bạn. Mà bạn để chèo nhiều quá mà bạn trồng gần á thì cái khả năng quang hợp nó rất là thấp. Khả năng đậu quả các bạn. Và ở đây giá thể thì mình chia sẻ là ở đây là mình có sơ dừa nè, đó. Bí nha mọi người ha. Và giống bí của mình đang trồng là hiện tại là giống bí là Hưng Nông 368 nha các bạn. Thì giống này là mình đang thử test trồng thôi. Chiều trước á thì là mình trồng cái giống là đồng tiền vàng cũng như là giống trâu vàng nha. Và cái mô hình này thì mình có đi cái hệ thống ống nước ha. Cũng như là chia rãnh nè. À. Ở dưới trời mưa các bạn thì mình cũng có thể là mình thoát nước được. Đây là cái rãnh nước nè. Đấy. Thì mình đang quay cái thời điểm này thì trời cũng đang mưa nha các bạn ha. Mưa nó vừa tạnh á. Thì mình cũng canh mình vô phân cho nó. Mình mới vô phân được hơn phân nửa thôi. Và giờ thì mình quay clip mình chia sẻ cho các bạn. Đó, thì đây là cái giai đoạn đầu ha. Ở đây mình vô phân hữu cơ nè. Cũng như là phân chuồng nữa như nha các bạn ha. Ở đây có phân bò với mình trộn với phân dê đó. Còn phân bên đây là phân này là bữa mình để cho nó quay một rồi. Còn phân này thì nó chưa có quay một dữ nha mọi người ha. Đó. Quay cho mọi người xem ha. Ở đây là cái mô hình mình cũng trồng mình test thử trên cái giống bí là Hưng Nông 368 ha. Và bà bạn nào muốn mua cái giống này trồng á, mình có để ở dưới cái đường mô tả đó thì mọi người có thể vào nhắc vào ha để mua ha, và link mình mua trên Shopee luôn. Trồng thì khá là hiệu quả nha mọi người, là lên hết luôn các bạn. Thì một lỗ như vậy thì mình bỏ chỉ có một hạt thôi. Thì hiện tại là nó đã ra được cái 2 cái lá đài rồi, và khi mà nó ra được là khoảng 7 lá các bạn thì mình tiến hành là mình ngắt đọt cho nó nha. Nó để cho nó bung ra những cái cơi đó, trên một cái thân chính. Đó. Thì ở khúc này là mình trồng gần các bạn thì mình chỉ lấy được là 2 chèo cho một gốc thôi nha các bạn ha. Chứ mình không có lấy nhiều và các bạn á là phải đi chỉnh dây ha, và clip cách clip á là phải từ là 3 mét nha các bạn ha, có nghĩa là từ luôn đây nè. Qua bên đây là phải là 3 mét nha các bạn. Đó. Rồi mình mới trồng được nữa. Ví dụ như ở đây ha, mình chỉnh cho nó bò qua bên đây, và từ bên này nè, mình cho nó bò qua bên kia. Đó, vậy là hợp lý nha mọi người ha. Các bạn không nên trồng gần quá ha. Còn nếu như bạn nào trồng gần á là người ta là chủ yếu là người ta cắt đọt là chính nha mọi người ha. Thì thông thường là tầm khoảng là hơn 30 ngày là mình có thể là mình cắt đọt là được rồi đó. Và bí này á là mình thu hoạch là khoảng đâu là 70 ngày nha mọi người ha, là mình tiến hành là mình thu hoạch ha. Và giá nó ăn tầm là từ 5.000 đến 10.000, có tùy vào thời điểm nha mọi người. À, khúc này mình trồng sao nè, 2 cái lá đài nó còn rất là nhỏ nha mọi người ha. Nó quay cho các bạn xem. Bên đây là mình đã vô phân rồi nè, còn bên đây là mình chưa. Bên đây thì cho clip này mình cho nó bò vô mé trong, còn bên đây là mình cho nó bò qua mé bên đây đó. Mọi người xem ha, bí lên rất là đều nha mọi người ha. Vàng bí này mới trồng được có 5 ngày thôi. Còn video trước là mình quay cho các bạn xem là nó trồng được là 7 ngày rồi, hơn 7 ngày. Ở đây mình trồng rất là nhiều lón để mình trồng mình test trên cái giống mới. Trước là mình chỉ sử dụng cái giống đồng tiền vàng thôi. Giống đó thì thời gian nó ngắn hơn. Nó không tới 70 ngày nha mọi người ha. Nó tầm khoảng đâu năm mấy 60 ngày là bắt đầu là nó mình có thu hoạch lần lần rồi. Đó. Các bạn anh em xem. Đây là mô hình trồng bí của mình ha. Đây các bạn. Để coi xuống cho bạn xem nè, lên rất là đều nha. Ở đây là mình trồng cũng giáp lộ, khúc này là mình mới vô phân lúc nãy nè.
Đó, để em đứng dậy đi quay qua khung đó cho bạn xem ha. Bạn nào đang xem kênh của mình hãy bấm nút đăng ký nha. Quan tâm về chủ đề trồng bí hồ lô á, thì thời gian này là mình trồng bí hồ lô. Tới thời gian mà Tết á thì mình sẽ trồng qua bông dạng thọ. Anh em xem ha. Chưa kịp mần cỏ hết nữa. Lên hai lá đài rất là đẹp nha mọi người ha. À. Đấy. Để mình quay hết cái lón này cho các bạn xem. À. Thì trồng cái này chủ yếu là các bạn là nên đi chỉnh dây cho nó ha, và nên thụ phấn cho nó vào cái thời gian là từ 8 giờ cho đến 10 giờ sáng ha. Các bạn không nên để cho nó tự thụ phấn. Tại vì nó tự thụ phấn cái khả năng mà nó đậu quả trái nó đẹp thì nó rất là thấp. Các bạn nên tự thụ phấn cho nó đi. Đây có phân chuồng nè, không? Đấy. Và cái loại cây này các bạn khi nó đạt ở hai cái lá mầm này đó thì chúng ta nên xịt những cái loại thuốc mà trồng trị mà dế nhủi các bạn nó phòng cho nó ha. Để cho nó không có bị những con dế nhủi nó cắn. Cái hai như nếu như đất mà mình xấu á, đất xấu như thế cái này nè, nó dẻ nè, đất nó dẻ nè nó, thì bạn nên bón lân cho nó ha. Thứ nhất là nó giảm cái độ pH nè, nó làm cho đất mình xốp lên. Ở trước khi trồng ở đây mình cũng đã phơi nắng nó 1-2 ngày rồi các bạn. Đó. Ở đây có trồng thêm mấy dây mướp nữa. Này cũng đã trái rồi. Và đặc biệt ở trên cái loại mà bí này đó các bạn, thì nó thuộc dòng lá nhám nha mọi người ha. Mọi người chú ý là né những cái dòng thuốc xịt như là EC á, nó rất là dễ bị vàng lá cũng như là nó bị cháy lá ha. Đấy, bí ha, rất là đã mọi người ha. Đấy mọi người xem. Ở đây mình vô phân hữu cơ hết. Cho nó bò ra là nó hút hết. Ở đây là một cái clip như vậy là mình trồng chính giữa clip nha mọi người ha. Cái mô hình nào mình cũng chia sẻ cho bạn kỹ, rất là kỹ. Nên trồng giữa clip, bí hồ lô là trồng giữa clip. Đấy. Bạn nào đang xem kênh hãy đăng ký kênh nha mọi người. Nay trời mới vô phân xong sẵn quay cho mọi người xem luôn. Khúc này còn hơi cỏ nhiều nè. Đấy. Thì mọi người có câu hỏi nào thì cứ bình luận bên dưới ha, mình sẽ trả lời cho các bạn về chủ đề trồng bí hồ lô nha mọi người. Giá thì chừng nào mình thu hoạch thì mình sẽ cập nhật giá cho các bạn biết. Thì giá hiện tại như mình theo mình cập nhật là nó cũng tầm là 5.000 nha mọi người ha. Giá tại vườn thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, còn bán lẻ thì nó mắc rồi. Đây các bạn, đây có dần mướp nè các bạn, đó. Mướp nó bò lên. Rồi mình quay cho các bạn tới đây thôi nha. Mình xin được mến chào.